người nhá. Ôi, các bác ơi, có bác hút thuốc ơi. Phát rồi đúng không? Nguyễn Hoàng à. Đang nói nhiều mà đã đứng gần lại đứng hút lá. Bắt đầu đấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn sẽ quay trở lại với live stream của diễn đàn Tennis miền Bắc. Trên màn hình của các bạn, chúng ta sẽ đến với một trận siêu cúp giữa hai đôi vận động viên Hậu Hà Nam đứng với Ngộ Sóc Trăng sẽ thi đấu với Vinh Infinity và Minh Béo. Nội dung siêu cúp sẽ là nội dung 16,5 của diễn đàn Tennis miền Bắc. Trên sân, các bạn đang xem trên sân thì trọng tài vừa mới làm thủ tục thi đấu xong. Thì Ngộ Sóc Trăng và Hậu Hà Nam thi đấu với Vinh Infinity và Minh Béo. Nội dung siêu cúp 16,5 điểm của diễn đàn Tennis miền Bắc. Xin chào các bạn. Mọi người hãy chia sẻ cho diễn đàn Tennis miền Bắc đi ạ. Các bạn đang xem trên nền tảng live của diễn đàn Tennis miền Bắc và trận siêu cúp giữa hai đôi vận động viên sẽ cống hiến những màn đấu hấp dẫn, man nhãn người xem. Chính vì vậy mà chúng ta hãy giao lưu, kết nối cũng như chia sẻ cho page của diễn đàn Tennis miền Bắc để lan tỏa đến những người đam mê bộ môn quần vợt ở trên khắp mọi nơi được xem những trận đấu hay như thế này ạ. Vinh Infinity và Minh Béo. Và game đấu thứ nhất, trọng tài đã làm thủ tục xong. Game đấu thứ nhất thì vận động viên Minh Béo sẽ là vận động viên cầm ra bóng game đấu thứ nhất. Không 15 vừa rồi là một pha trên lưới không tốt của Vinh Infinity. 15 đều, một cú giao bóng rất là hay của Minh Béo. Hậu Hà Nam đã không trả bóng sang sân. Một pha trả bóng rất là sâu. Một pha trả bóng rất sâu của Hậu Hà Nam. Mười lăm ba mươi. Mười lăm bốn mươi. Một không cho Hậu Hà Nam và Ngộ Sóc Trăng. Các bạn vừa xem là game đấu thứ nhất thì Hậu Hà Nam và Ngộ Sóc Trăng đã bẻ được game giao bóng của Minh Béo. Tỷ số 1-0 cho Ngộ và Hậu. Game đấu thứ hai, Ngộ Sóc Trăng sẽ là vận động viên cầm giao bóng. Các bạn đang xem là trận siêu cúp, nội dung 16,5. Giữa hai đôi vận động viên Vinh Infinity Minh Béo thi đấu với Ngộ
ngụ Sóc Trăng và hậu Hà Nam. Đôi gầy đánh đôi béo. Đôi gầy hay hơn đấy. Đôi gầy đánh sẽ nhàn hơn. Sau nội dung siêu cúp thì các bạn sẽ đến với trận chung kết của nội dung 15,5 30-0 cho Hậu và Ngộ. Chương trình trao giải sau khi giao bóng ra vào một điểm rất là khó thì Ngộ Sóc Trăng đã trả lưới cực kỳ nhanh. Minh Béo đã không thể di chuyển kịp để lên xử lý tình huống vừa rồi. 40-0 cho Ngộ và Hậu. Mạnh chọc. Bốn mươi mười lăm. Vinh với Khánh mới cân đôi Hậu và Ngộ. Vâng, đã kết thúc game đầu thứ hai rồi. Vừa rồi là một pha phải nói rằng là lưới cài trái rất là hay của Ngộ Sóc Trăng. Một pha phanh bóng cực kỳ đẳng cấp. 2-0 cho Hậu Hà Nam và Ngộ Sóc Trăng. Bóng ngoài trong tình huống vừa rồi. Mười lăm không cho Vinh và Minh Béo. Rất là nhanh. Phải nói là Hậu Hà Nam và Ngộ Sóc Trăng đều có hai phong cách đánh lưới như một con robot ở trên đầu lưới vậy. Rất là nhanh. Mười lăm đều. 30-15. Bây giờ tối hẳn rồi đấy. Chúng ta sẽ còn một trận chung kết nội dung 15,5. Sau trận biểu diễn 16,5 này thì sẽ là trận chung kết 15,5 và sẽ là kết thúc giải. Trình Cao, lúc nãy ai thắng chị? Trình Cao thì chưa đánh chung kết em. Sau trận này thì mới đánh chung kết nha Nhân ơi. Chung kết thì đôi Hiếu Châu Đất, Long Đà Nẵng sẽ gặp đôi Nghìn Tennis và Hoàng Cò nhé. Chung kết 15,5 sẽ là hai đôi đấy. Và sau trận biểu diễn 16,5 hiện tại thì sẽ đánh trận chung kết 15,5. Trình dưới hiện tại đang đánh chung kết cũng chưa xong Nhân ạ. Chung kết trình dưới thì đôi Thịnh Ô Tô với lại Thinh Ninh Hiệp đánh với một đôi nào đó chị không biết tên nữa luôn rồi ấy. Đang đánh chung kết ở sân bên cạnh. Chào Dũng Béo nha. Hiện tại không nhìn thấy comment và bị ẩn nhiều quá.
Đức Seven, chung kết trình dưới like kênh nào đấy Ngân Lê á? Chung kết trình dưới thì không like ở trên page của Tennis Miền Bắc, có thể xem ở trên page của Hùng Sport ấy, có thể là giáo sư sẽ like. Lúc này thấy giáo sư đứng ở dưới đấy like, khả năng là sẽ like ở page của Hùng Sport nhá. Nên là vào đấy thử xem. Vì page của diễn đàn Tennis Miền Bắc chỉ có thể like ở trên một cái nền tảng, một máy ở trên sân trung tâm thôi. Các bạn hãy comment và chia sẻ, tương tác nhiều cho page của diễn đàn Tennis Miền Bắc vậy ạ. Các bạn đang xem là trận biểu diễn 16,5 giữa hai đôi vận động viên gỗ Sóc Trăng Hậu Hà Nam thi đấu với Vinh Infinity và Minh Béo. Sau khi kết thúc trận biểu diễn 16,6 nội dung siêu cúp này thì sẽ đến với trận chung kết của 15,5. Hoàng Nô Lê chúc mừng em hay quá. Nô Lê hay lắm. Tí nữa vào chung kết chuẩn bị đánh với đôi Hiếu Châu Đất đấy. Trận đấy sẽ rất là hay đấy. Vẫn 2-1 rồi. 30-15. Một pha trái tay ra ngoài sân của Hậu Hà Nam. 30 đều. Bốn mươi đều, chúng ta sẽ đến với tình huống bóng vàng. Chắc là phải đánh chứ, không đánh bóng vàng thì đánh bao giờ mới xong trận. Làm cái mạt này hơi bé. Đông vận động viên tiền thưởng thì cao. Cái mặt hơi xấu. Tại vì thực ra lên hình ảnh như mặt đến đây trông khác hẳn luôn. To. Nhìn nó khác hẳn, nó hoành tráng hơn nhiều. Có thể 50 mới áp dụng vàng, nhưng kiểu gì cũng áp dụng vàng. 50-40. Năm mươi đều. Nhưng đấy là A, A, D. 50 đều. Sau vòng lỗi của Hậu Hà Nam. Nó không phải là một nội dung thi đấu ấy, nên là cũng không hấp dẫn mình lắm. Vâng, một pha tràn lưới nhưng Minh Béo đã bắn thẳng vào lưới của Hậu Hà Nam. Ở ngoài ồn nghe được tài. Đổi ra bóng rồi kìa. 50 vàng mà. Hai đều. Biểu diễn thường người ta cũng không đánh hết tay, hiểu chưa? Không gay gắt ấy, đánh mang tính biểu diễn. Các bạn hãy ở lại livestream chăn lăn cho chúng ta, sau trận biểu diễn này sẽ là một trận chung kết của nội dung 15,5 trong nội dung thi đấu của diễn đàn Tennis Miền Bắc ra mắt. Và hiện tại các bạn đang xem chỉ là một nội dung giao lưu siêu cúp 16,5 mà thôi. Nên có lẽ là tôi sẽ
ít bình luận hơn một chút để các bạn có thể tập trung xem được một cách bình thường thôi, vì thực ra đây không phải là nội dung trong cái khuôn khổ thi đấu. Thì cũng có thể là các vận động viên biểu diễn những đường bóng đẹp nhưng không quá là gay gắt ở trong những cái tình huống ăn điểm. Vũ Đại Kim đôi nghìn và Hoàng Cò đánh sau trận này nhé. Sau trận em đang xem này thì sẽ là nội dung chung kết của 15,5 thì nghìn Hoàng Cò sẽ đánh. Tôi sẽ không bình luận những cái tình huống bóng ở trên sân nữa mà sẽ đọc comment của mọi người để tương tác với mọi người, cho nên là ai muốn hỏi một cái điều gì đó thì hãy comment và tôi sẽ trả lời nhé. Còn tôi sẽ không đọc cái tình huống bóng ở trên sân nữa. Anh Tuấn Anh có bông hoa 2 triệu dành cho đôi vận động viên nào thắng cuộc trong trận đấu biểu diễn này. Tôi đang gửi các vận động viên, cảm ơn anh Tuấn Anh. Trên điểm bên kia như bây giờ mấy không ạ? Dương Tuấn Hùng, đôi anh nhìn gặp đôi nào vậy? Đôi nhìn sẽ gặp đôi Hiếu Châu Đất và Long Đà Nẵng nha. Dương Tuấn Hùng. Xin hỏi ai đã bình luận đấy ạ? Và xin hỏi là đăng ký trên app của Tennis Miền Bắc thì ai đã xác nhận và chấm điểm trình? Đinh Hoàng Lâm đang bình luận là Ngân Lê nhé. Đăng ký trên app của diễn đàn Tennis Miền Bắc thì các bạn cứ trước tiên thì các bạn điền form đầy đủ cả avatar. Và sau đó thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp ở trên page đấy. Ban quản trị của diễn đàn Tennis Miền Bắc sẽ có người liên hệ và đối chiếu bạn với những cái diễn đàn khác, hoặc là sẽ có những cái biện pháp để chấm trình cho bạn. Mà Đinh Hoàng Lâm có phải là Lâm Lạng Sơn không em? Nếu mà đúng là Lâm Lạng Sơn thì chị có thể biết được điểm của em nó là như thế nào nhé. Lâm Lạng Sơn à? À ok em cứ đăng ký đi. Điền form đầy đủ và gửi ảnh avatar lên đấy. Lạnh thế. Đây anh ơi, Ngô Văn Triều. Thì số bao nhiêu ở Long đấy? Quỳnh lại nốt đi Quỳnh. Này đã đọc tỷ số nó mệt lắm. Cái sạc dự phòng sao không sao. Của anh Ngọc Phần Hồ trị giá 2 triệu
dành cho cặp vận động viên nào trong trận đấu. Ôi! Thành Quảng Ninh. Ôi! Ok em, để mai rảnh chị sẽ vào xem, sau đó là chị sẽ đề xuất cho nha. Minh thắng là từ 4 nhân đôi. Cho mong Minh thắng được tặng một bông hoa giống. Có trên này viết là chẳng lệch. Chỉ có trên này viết là chẳng lệch. Cái gì đấy? Ông chủ ảnh ông đứng như thế thì viết đấy, lấy nồi lại và động máy quay lại lệch. Từ nãy giờ bảo đến chục lần rồi. Đi quá đông quá. Quá như mấy lần. Hả? Cái gì? Chết thì mình muốn kiếm tiền này, sướng ngay là trả tiền cho mình. Em có la tốt mà. Ê, cố lên. Phải bên hậu đang ra bóng này. Biết chừng đánh thế giao lưu ấy là mình cũng cảm thấy nó không căng thẳng thì đâu thẳng được thế nó đánh tình huống nó cũng phát hiện cũng đẹp nơi. Thế nào? Ôi, vô địch.
Cãi nhau rồi. Đấy em thấy cãi nhau rồi. Mấy trăm người xem luôn. Có 300 mấy. Chỉ số mà. Nhiều đơn vị live nó sẽ bị chia nhỉ. Không có sự hấp dẫn. Hay thì người ta không nghĩ từ đầu rồi. Đúng rồi. Hai năm năm ba. Bên kia thắng là năm ba. Bây giờ ra bóng mà. Ai biết em là ai không ạ? À? Em là bóng đá thì mình muốn biết tờ chuyện nhỏ này. Cái gì thì chỉ cần nơi còn mắng cả trọng tài được hết. Chấm đó trên trời trên đất. 5-4, 4-5 rồi. Nghe thấy nó không ổn định. Không có gì để mất đâu.
xin mời anh Hùng về lại nơi trước.